Đây là cọp đen đấy. Trong truyền thuyết cọp đen có thể tìm mỏ vàng. Người kể chuyện nói vậy. Không thì sao lại nói cọp đen là thuốc cửa của thần tài? Chúng ta phát tài là đáng. Cả bầy cọp con trong này là nhặt được cả núi vàng. Ông nghe ta nói bậy nói bạ. Cọp mà hiểu tiếng người, và hay né đeo khi được đó. Đại hộ, đại hộ, đại hộ, tao bể răng mày. Ông làm gì thế? Này, ông làm gì hả? Đâu, giết con súc sinh thôi, cản trở gì ông đâu. Những năm qua, cậu có giết hại người thôn ta không? Tôi nể nang ông quá rồi phải không? Tên thợ săn thối tha lại dám đi dạy đời trưởng thôn. Người trong thôn ông không phải để ông bình cái thứ tàn quả ăn thịt người đâu. Ông biết. Đại hộ, đại hộ không gì. Anh dùng tay giới. Mẹ. Tôi đã chơi thân với rừng cả đời. Mau thả nó, vẫn còn kịp. Đại hộ, con đã làm chuyện gì thế này? Ông ta điên rồi. Ông ta tự tìm đường chết thì liên quan gì con? Mẹ, sao cha nhát gan quá vậy? Cha, cha mau bảo ông ấy cứu con. Đại hộ, dì gia, cầu xin ông. Cha, nếu không cậu thì ai cứu con của nó? Cha, những quan hồn trong hầm đất thì không có con sao? Cọp con đâu? Cọp con đâu? Dì gia ơi, cậu xin ông đó dì gia. Đại hộ, đại hộ, đại hộ, quá muộn rồi. Cậu đã phá hỏng nguy cụ của rừng xa. Chẳng phải ông tin Phật sao? Vậy ông ra ngoài đắp một con người tiếp. Nếu như người tiếp gặp lửa không tan thì tôi tin lời ông nói. Thả các ngươi đi, Tống chủ ngụy. Nói thật chứ? Thật. Đi đi. Sư phụ. Yeah!
Nhị gia, khi còn sống lão gia kêu tôi sai người đi mời ông. Đó là nhiều năm trước ông đã cứu ông ấy. Ông ấy muốn đền đáp ông. Thế nhưng giờ lão gia chết biến thành ma, mà cũng không được an nghỉ. Nhị gia, xin ông chủ trì lẽ phải, bảo đánh sát. Tối nay hát tiếp, hát càng náo nhiệt càng tốt. Hát đi, sao không hát nữa? Hát, hát đi. Làm sao đấy? Hát đi. Cương Thi, Cương Thi. Nhị gia, giờ ông tin, tin gì? Tính ma à? Nhị gia đi đâu vậy? Bắt ma. Chơi đủ chưa? Không sai. Người chết có lẽ sẽ nhìn được bộ mặt thật của người sống. Tôi muốn xem thử hai thằng con tôi đứa nào thật lòng đốt với tôi. Được, tôi trở lại Dương Thế Diễu một đứa, bỏ một đứa. Nhưng mà cậu không chọn. Dù tôi đã lừa anh, nhưng mà tôi thật lòng muốn đền đáp cho anh. Chờ chọn xong cai đầu dài đời tiếp theo, tôi sẽ đem cơm liền 5 cân vàng cám cho anh. Tôi vẫn không phải vì cậu lừa tôi, mà là thấy giờ cậu vẫn không nói thật với tôi. Ông anh, tôi nói toàn lời chân thật, giấu hết ruột gan mà. Vậy tôi hỏi cậu, năm xưa cha cậu chết thế nào? Cháu lớn, nói cho cậu ta nghe đi. Sau khi em ba của ông Phùng Quy Chính bỏ đi mấy đầu, đúng là hai người rất chịu thương chịu khó. Cái đầu dạy Phùng cũng thấy rất mừng. Mau, đạp chết nó. Mau lên, xem người đó. Chuột là thần bảo vệ kim băng ta. Coi hai đứa đi, tối ngày lưu lộng, không làm việc đứng đắn, chỉ biết bài bạc. Dần già rồi cũng giống thăm em tán tận lương tâm kia thôi. Sao tao nuôi toàn cái loại không có chí tiến thủ thế này? Lão già ngoan cố. Nhìn gì? Mau làm đi, nghe thấy chưa? Phùng lão đại, vẫn chưa lấy được mỏ vàng của ông già về tay sao? Lần này tôi thay mặt cho chủ hội buôn dịnh thánh nhân tới tiết lộ cho anh đấy. Anh mà làm trót lọt thì chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Chúng tôi ắt có đường dẫn chuyển vàng đi cho anh. Vậy thì cũng còn hơn là nộp thế cho mấy tên nhà quan. Nói thì nói thế, nhưng mà cha tôi vẫn còn sống. Đi đóng cửa. Đóng cửa. Cha đừng trách con. Chúc cha qua kia được hưởng phước.
Khi đó ông cụ chưa chết hẳn, nửa đêm ông ấy đã tỉnh lại. Gia khước cử hạt vào trời đây. Xác chết dùng vậy, xác chết dùng vậy, xác chết dùng vậy. Ông già chết rồi lại bật dậy phải không? Chưa chết à? Cha, bọn con sai rồi, bọn con không đánh nữa. Cha, bọn con sai rồi. Khóc đi, khóc đi. Để xem đứa nào khóc đi hơn thì cha để đồ cho đứa đó. Cha còn làm vậy, chính tôi cũng bị hù sợ gần chết. Nghị ca, tôi biết không thể giấu được anh, không làm anh sợ chứ. Tôi không đánh chơi với cậu. Nghị ca, anh nghe tôi giải thích một câu. Tôi có nỗi khổ thật mà. Tôi có thể nằm đắng đuốt cây đây này. Xử ông già trước, công bằng chứ. Chỉ cần ông già không nói là ai thì sẽ công bằng. Cứ người theo dõi tên thợ săn. Cha còn chưa chết mà. Cha còn chưa chết. Cha còn chưa chết mà. Thổi to vào, cha tôi thích nghe. Đừng dừng, tới khi hạ táng thì thôi. Cha còn ở trong đây mà. Nhị gia, chuyện thế này vẫn sẽ xảy ra suốt sao? Vậy phải xem họ thôi.